khi tìm hiểu về cơ chế của các thuốc, chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức về sinh lý nhé. Và trước hết chúng ta cần hiểu về sinh lý chuyển hóa của axit arachidonic. Đây là hình ảnh màng tế bào của các tế bào leukocytes gồm hai lớp protein bên ngoài và lớp giữa là phospholipid. Axit arachidonic được giải phóng từ phospholipid từ màng tế bào nhờ enzyme phospholipase A2. Enzyme phospholipase A2 có thể được tiết ra nhờ các phản ứng viêm như ở trong nhiễm trùng, bệnh tự miễn và ion KC2 là yếu tố quan trọng kích thích tiết ra enzyme này. Axit arachidonic chủ yếu được chuyển hóa qua hai con đường, một là con đường lipooxygen, tại đây thì leucotin sẽ được tổng hợp nhờ có enzyme 5-lipooxygen. Đây là chất có tác dụng quan trọng trong hen và dị ứng gây co thắt khí quản. Hai là con đường cyclooxygen sẽ dẫn tới sự tổng hợp GG2 thông qua enzyme cyclooxygen, sau đó sẽ bị khử thành GH2 nhờ enzyme peroxygen. Có hai loại enzyme cyclooxygen là COX-1 và COX-2. Enzyme COX-2 chỉ xuất hiện khi có phản ứng viêm. Trong đó, COX-1 là một enzyme nội sinh, có ở rất nhiều nơi trong cơ thể như dạ dày, ruột, tiểu cầu hay thận, thực hiện chức năng bảo vệ và duy trì các chức năng của cơ thể. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về tác động của enzyme COX-1 lên axit arachidonic trong con đường cyclooxygen. Bây giờ chúng ta sẽ nói rõ hơn về những vai trò sinh lý của con đường COX-1 trong hệ tiêu hóa còn được gọi là GIP. COX-1 đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sinh lý tế bào bằng cách giảm bài tiết axit HL và tăng sản xuất cơ bắp. Còn với thận thì COX-1 là chất trung gian gây giãn mạch thận và nó cũng có vai trò trong cơ chế đông máu. Trong khi đó COX-2 sản xuất các chất trung gian viêm nhiễm khác nhau, cũng giống như COX-1, COX-2 cũng có vai trò giãn mạch thận như tăng hấp thu nát và bài tiết nước tiểu. Ví dụ, dạ dày cần P2 để sản xuất chất nhầy để bảo vệ niêm mạc dạ dày, còn thrombin A2 có chức năng kết tập tiểu cầu, P2 có vai trò co bóp tử cung trong chuyển dạ. Celecoxib là đẩn xuất của coxib thuộc nhóm kháng viêm không steroid ức chế chọn lọc COX-2 mạnh hơn COX-1 từ 100 đến 400 lần. Với tính chất này, celecoxib có tác dụng kháng viêm, giảm đau, hạ sốt mạnh và có ít tác dụng phụ do ít ức chế COX-1 nên vẫn duy trì được prostaglandin nội sinh cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu dùng liều cao thì celecoxib vẫn ức chế COX-1 làm giảm mức lọc cầu thận, trong khi việc ức chế COX-2 liên quan đến giữ natri làm tăng khoảng 2 lần nguy cơ xuất hiện tổn thương thận cấp. Celecoxib có thể gây độc cho thận, nhất là khi duy trì lưu lượng máu qua thận phải cần đến prostaglandin thận hỗ trợ. Người có nguy cơ cao gồm có người suy tim, suy thận hoặc suy gan. Các tác dụng không mong muốn do ức chế prostaglandin hiện nay chưa được biết đầy đủ, có thể ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch như làm tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim đột quỵ, thậm chí gây tử vong. Do vậy, một số thuốc trong nhóm COSIP đã bị cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấm lưu hành. Ví dụ như Lumiraco, Parecoxi, Rofecoxi là loại thuốc giảm đau được sử dụng rộng rãi nhất, nhưng cơ chế hoạt động chính xác của paracetamol tương đối ít được hiểu rõ. Đối với tên gọi nguyên bản của paracetamol thì không được biết đến một cách phổ biến vì tên đọc khó phức tạp. Paracetamol được tách thành acetaminophen được sử dụng rộng rãi ở Anh và Nhật, trong khi đó paracetamol thì dễ dàng hơn để nói nên phổ biến hơn ở các nước còn lại như Pháp. Một số giả thiết về paracetamol được cho là hoạt động trên COX-3, một loại COX được phát hiện gần đây có trong não và tủy sống. Paracetamol chủ yếu có tác dụng chống nhiệt, làm giảm mức độ prostaglandin ở vùng dưới đồi và giảm đau, không can thiệp vào COX-2 và COX-1, không ảnh hưởng đến các thành phần khác của chứng viêm, sưng và đỏ. Tác dụng phụ của paracetamol có thể nổi mẩn đỏ, mề đay. Khi dùng liều cao kéo dài hay quá liều, thuốc có thể gây hoại tử tế bào gan, suy thận. Cách sử dụng paracetamol sao cho hạn chế tác dụng phụ. Đối với những thuốc có chứa paracetamol thì liều dùng khuyến cáo sẽ là người lớn từ 4 đến 6 viên một ngày, loại paracetamol hàm lượng 500mg một viên. Cần lưu ý đến thời gian sử dụng giữa các lần uống, mỗi lần cách nhau từ 4 đến 6 tiếng. Liều dùng hợp lý nhất là khoảng 4 viên trong 24 giờ. Không dùng thuốc nhiều hơn 10 ngày cho người lớn và 5 ngày cho trẻ em mà không có sự đồng ý của bác sĩ. Để giảm nguy cơ loét tiêu hóa, uống thuốc khi no, uống ngồi hoặc đứng, uống nhiều nước, tránh đồ ăn chua.
hãy nhấn đăng ký kênh để học thêm nhiều điều bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại!